Đây là đỉnh Dương Lôi, tên dân gian gọi là đỉnh Sấm, thuộc đất thôn Dương Lôi, phường Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Dương Lôi xưa vốn là hạt nhân quan trọng nhất của hương Diên Uẩn, sau đổi thành hương Cổ Pháp thuộc châu Cổ Pháp. Có nhiều ý kiến của các nhà sử học đặt giả thuyết vùng đất này là quê nội của nhà Lý. Chẳng thế, hiện ở đình Dương Lôi vẫn giữ được 9 đạo sắc phong của đời vua nhà Nguyễn, giao cho dân làng Dương Lôi chăm sóc thờ cúng bài vị 8 hoàng đế thời Lý. Trong lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam, vị vua khởi nghiệp của vương triều Lý là Lý Công Uẩn có xuất xứ kỳ bí nhất. Từ trong chùa ra rồi dần dần từng bước nắm lấy thiên hạ. Có lẽ chính bởi nguồn gốc xuất thân từ dân gian mà Lý Thái Tổ sống gần dân, thân dân, và ngài yêu cầu các hoàng tử của mình cũng phải vậy. Tiêu biểu như Hoàng Thái Tử Khai Thiên Vương Lý Phật Mã, ngay từ khi còn trẻ được cho lập phủ ngoài nội cung để gần quan lại và dân chúng, nhằm chuẩn bị cho trách nhiệm nặng nề lãnh đạo đất nước sau này. Lý Phật Mã là con trưởng của Lý Thái Tổ. Tương truyền tuổi nhỏ, ông có 7 nốt ruồi sau gáy như chòm sao bắt đầu. Lớn lên, Phật Mã tỏ ra là một người thông minh đĩnh độ, văn võ toàn tài, thường được vua cha cử đi đánh dẹp bình định các vùng đất có loạn. Ít người biết rằng chính từ những ngày Lý Thái Tông đem quân đi chinh chiến và loạn Tam Vương đã góp phần hình thành nên một lễ hội lớn ở đất Thăng Long, đó là lễ hội Đồng Cổ. Hội thề Đồng Cổ được cử hành vào ngày 4 tháng 4 hàng năm. Đó là một lễ hội thuần Việt được dân Kinh Đô xem trọng ở thời Lý Trần. Sách cổ chép rằng, vua Lý Thái Tông thuở còn là thái tử, phụng mạng vua cha đi đánh giặc ở phương Nam. Khi đến vùng đất An Định Thanh Hóa, đóng quân dưới chân một quả núi. Thành Đà đêm ấy, trong cõi mông lung, nhà vua chợt thấy một dị nhân, mình cao 8 thước, mày râu cứng nhọn, mặc áo giáp, tay cầm binh khí đến cúi đầu tâu rằng: "Tôi là thần núi Đồng Cổ. Nghe tin thái tử đem quân đi dẹp giặc phương Nam, tôi xin theo giúp phá giặc để lập một chút công nhỏ." Thái tử cả mừng vỗ tay khen ngợi rồi tỉnh dậy. Sau đó tiến quân đánh chiếm, quả nhiên toàn thắng. Khi trở về qua núi Đồng Cổ, thái tử sửa sang lễ tạ rồi rước thần vị về kinh đô Thăng Long để giữ dân hộ nước. Khi Lý Thái Tổ băng hà, thái tử lên ngôi, tức vua Lý Thái Tông, đêm nằm mộng thấy thần Đồng Cổ đến báo rằng: "Ba vị em của vua là Vũ Đức Vương, Đông Trinh Vương và Dực Thánh Vương âm mưu làm phản." Lúc vua tỉnh dậy, sai Lê Phụng Hiểu dàn quân bố trí phòng bị. Sự việc xảy ra quả đúng như giấc mộng, loạn Tam Vương được dẹp tan. Đến đây vua xuống chiếu xây đàn thề ở miếu Đồng Cổ, và hàng năm cứ đến ngày 4 tháng 4 thì trăm quan hội họp làm lễ ăn thề. Bách quan văn võ đến trước đàn, quỳ trước thần vị và đọc lời thề: "Làm con bất hiếu, làm tôi bất trung, thần minh sẽ giết chết." Lễ hội đền Đồng Cổ đã trở thành một lễ hội trung hiếu liêm chính, góp phần xây dựng bản lĩnh, lòng trung thành và niềm tin cho lớp thế hệ những nhân kiệt Thăng Long sau này.